Hồi nhỏ ai cũng từng gặp cảnh ẻ trong lớp kiểu Rồi Nam, ngồi xuống đây. Chào chị, ủa chị với cháu ăn cái gì? Rồi, con muốn ăn cái gì? Con ăn Lẹ đi mày ơi, ăn cho lẹ rồi vô lớp kìa, đánh trống tới nơi rồi. Con ăn bún riêu có bỏ mắm vuốt á mẹ. Bún riêu mà còn bỏ mắm vuốt, mắm tôm đồ nữa, giống cha cái mày ghê, ăn là phải bỏ vô à. À chị ơi, cho tôi một tô bún riêu với một tô bánh canh nha. À rồi, chị đợi xíu nha, con chờ cô xíu nha. Rồi. Dạ. Rồi, tụi con chú ý lên bảng nha. Rồi, bây giờ tất cả tụi con đọc theo cô nha. A. A. B. B. B A ba. B A ba. Ủa Nam, bạn địch hả? Đâu có, mình không có địch. Ừ, mình cũng có nghe bạn địch nữa đó. Sao mình nghe cái bẹt? Chắc bạn nghe lộn đó. Nè, mình ngồi chích qua chích lại cái ghế nó cũng kêu mà. À. Chờ A cha. M em e nặng mẹ. Chờ A cha. A cha. Cái mùi gì nó thối vậy ta? Ủa Nam, bạn ỉa trong lớp hả? Hay sao mà mình nghe cái mùi thối từ bạn vậy? Ủa sao tự nhiên thối quá vậy? Đâu có, mình không có ỉa. Đó, cái mùi thối từ chỗ bạn á. Nam, bạn ỉa trong lớp thiệt hả? À, không có mà. Ê, ghê quá à. Cô ơi, cô. Hả? À, sao đó con? Thưa cô, bạn Nam ỉa trong lớp. Thưa cô, bạn Nam ỉa trong lớp. Ê, thiệt hả? Hả? Ủa, thiệt hả? Ủa, Nam, con ỉa trong lớp hả? À, không có cô, con không có ỉa trong lớp. Đó, bạn Nam ỉa trong lớp thiệt đó cô, nghe mùi thối với nghe tiếng bẹt bẹt nữa. Bạn ỉa trong lớp thiệt đó cô, lúc nãy bạn địch rồi xong bây giờ bạn bẹt bẹt thúi ình luôn. Rồi để cô coi ha. Thúi quá nè, con ỉa trong lớp thiệt hả Nam? Không có thiệt cô, con không có ỉa trong lớp thiệt. Thôi bây giờ vậy ha, con thử đứng lên cho cô coi coi. Lúc nãy con có địch á, chắc vậy nó thúi chứ con không có ỉa trong lớp cô. Con cứ đứng lên đi, có hay không thì cô tính tiếp ha, lẹ lên. Dạ cô. Ê ghê quá à, chạy. Ê thấy ghê quá, túi hình luôn. Túi quá à. À rồi rồi không sao, mai mốt có mắc ỉa là nói cô dắt đi toilet nghe chưa, không có được như vậy nữa. Rồi rồi con đứng đi yên đó đi, để cô gọi cho mẹ con đem quần áo lên thay cho con rồi dọn ha. Rồi con chờ cô xíu. Cô giáo gọi làm gì đó. Alo, em nghe cô giáo. À, dạ em chào chị. À, bé Nam á, ỉa trong lớp á chị. Chị đem quần áo của cháu lên thay với dọn cho cháu giùm nha. Vậy hả? Rồi 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 rồi. Tôi chạy lên trường này, tôi mang đồ cho nó thay liền. Rồi rồi rồi. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ, rồi ạ. Trời ơi, cái thằng này đó sáng đi ăn ba cái đó bỏ guốc tôm chi. Rồi, cô đã gọi cho mẹ con rồi. Bây giờ con đi theo cô ra toilet, cô sẽ rửa cho con trước nha. Rồi đi. À dạ cô. Nữa hả? À, cục cức nè cô. Tôi và đứa bạn ra ám hiệu trong giờ kiểm tra thi kiểu. Vậy đi cho nó dễ. Nghiêm túc coi. Nè, một lát nữa tao dơ cái viết màu xanh là đáp án A. Còn cái viết màu đỏ là đáp án B. Còn màu đen là C. Còn cái thước là D nha má, nhớ đó. Rồi ok, nhớ rồi. Một lát nữa ta cũng có biết câu nào ta hỏi lại á, là dơ y chang như vậy nha, thống nhất cái chưa? Biết rồi, mày làm như tao lú vậy lắm vậy đó. Có 4 cái, 4 món, 4 đáp án chứ nhiều đâu mà không nhớ. Rồi thôi tao về chỗ nha. Ê, chưa, phòng hờ cái nữa má. Sao? Phương án phòng hờ nè, lỡ như xui sao á, mà viết lúc đó tự nhiên cái viết đỏ hay là cái viết mực gì đứa nào mượn đứa nào lấy á,
là phương án phòng thờ là gì nha. Gãi đầu là A. Gãi đầu là A. Gãi lỗ tai là B. Chưa. Gãi dưới cổ này á là C. Còn gãi nách là D nha má. Cái gì vậy má? Gãi gì đó tuốt trong đây này vậy? Kệ đi, cái này gần gần thọt qua cho nó dễ. Rồi, nhớ gãi đúng chỗ đó nha. Mày mà gãi sai chỗ, gãi tùm lum tùm la, tao bé biết đường đầu lần luôn đó. Ê, cô vô kìa, đi về chỗ đi, về chỗ đi. Cô vô xin đứt. Ê, thấy mẹ cô vô. Rồi, bắt đầu kiểm tra một tiết thi giữa kỳ ha. Rồi, bây giờ cô bắt đầu phát đề ha. Rồi, cắt hết sách vở tài liệu đó qua một góc hết bên cho cô lúc này. Dạ. Đề của ai thì người đó làm ha. Trao đổi bài hay là tài liệu một cái đi, cô dùng bút đỏ cô đánh vô là không điểm liền lập tức đó nha. Rồi, giờ cô phát đề nè. Nè. Dạ. Nè. Dạ. Rồi. Dạ. Chẳng. Chẳng lẽ. Chẳng. Rồi, xong rồi đó, tụi em bắt đầu làm bài đi. Cái sớm nhà lá dưới đó nha. Ngọc. Dạ cô. Để viết rồi cái này cái kia lên bàn chi nhiều với em. Một cây viết mực xanh là được rồi, hoặc là hai cây viết mực xanh thôi. Còn như đưa đây, cô cất cho, để đó vướng víu lắm. Tại để đây để có gì em xài. Không, đưa đây cho cô, nhanh lên. Dạ. Rồi, làm bài đi, làm xong cô trả lại ha. Dạ. Ơi, con quỷ mũi vậy trời. Cái gì vậy? Ở đây là ở đâu trời? Gần nách hả? Gần nách chắc là D hả? Đâu cái mũi dữ vậy? Trời, tự nhiên cái ngứa vậy ta. Rồi sao tự nhiên gãi xuống quanh đây nữa? Là đáp án nào trời? Trời ơi, cái gì vậy? Cái đáp án nào mà ở dưới khe này trời? Trời ơi, bà cố nội ơi! Bà gãi tùm lum tùm la rồi tôi biết đáp án nào mà tao khoanh! Á đù, ám hiệu mật thám rồi ha! Đưa cái đề đây cho cô. Lớp tôi chuẩn bị 20 tháng 10 kiểu. Cái này hình trái hồ lô nè, đẹp ghê. Được rồi đó, nó căng dữ lắm rồi, nó nổ bây giờ, cột lại đi. Nè, xong rồi đó, mày treo bên đó đi. Thôi, tao không có treo đâu mày ơi, tao sợ nó nổ lắm, trời ơi, như thế ghê. Treo đi ba, mày đứng bên đó treo đi, tao làm bên này nữa. Ừ, nhau bị nhú nhím mày nhớ, nhau bị nhú nhím nó nổi giùm, bữa nay tao nhớ còn nhím mà nhớ ơi. Trời ơi, mày treo giùm nó luôn đi. Mày biết thằng Khánh nó nhát mà sao nó đụng dám đụng tới mấy cái thứ dễ đổ vỡ được. Treo nó đi, nó chỉ khéo tay thôi. Trời đất ơi, không ấy bây giờ mày xuống dưới mày ngồi chung với chị em phụ nữ luôn đi. Một lát tụi tao xuống tụi tao hát ca rồi tặng quà cho mày luôn. Cái gì đâu mà đàn ông mà có cái bao bóng mà sợ nổ là sao trời? Tránh ra. Lại mày thiệt chứ. Rồi, để vào đó. Nè, bong bóng nè. Đây. Lên lẹ đi mày ơi, thổi đừng có căng quá, nhìn ghê quá à. Khánh, vẽ cái bảng đi, cho xong luôn. Để tao vẽ cái bảng. Rồi, tao xong rồi đó, tao về chỗ trước nha. Xong rồi đó, đi về chỗ đi ba ơi, mệt quá à. Lẹ đi, sắp vô lớp rồi đó. Đẹp. Ê, mày
con trai làm gì kìa. Cũng mày không có tào lao ghê. Cái vụ gì hả? Vụ gì hả? Đủ gì? Về chỗ, chưa tới giờ đâu. Ê, dễ thương quá vậy. 20 tháng 10, đồ bong bóng chứ đương quá à. Dễ đồ. Ủa, quà gì vậy? Cấm đụng, cấm sờ và hiện giặt nha. Một lát nữa cô vô mới được chờ đó. Xong chưa? Gọi đi về chỗ. Ui, bí mật bí ơ đồ. Đi về Như ơi, tụi mình sắp có quà rồi. 20 tháng 10. Sắp có quà 20 tháng 10. Đây. Tóc mè bạc màu mây, phù kiếm đôi vai ghê. Trời ơi, Quỷ Khánh vẽ đúng không? Nhìn cái nét vẽ biết ảnh liền. Tao vẽ đẹp không? Nhìn là biết mày vẽ rồi, mình nên trong lớp mày mày có qua tay nhất chứ ai. Đẹp á, cảm ơn nha. Bây giờ tụi mày mới vô hả? Tụi nó làm từ tờ mờ sáng tới giờ chưa xong lắm á. Kỳ công công phu lắm đó mày. Ê, quên nữa, một chút xíu nữa chào cô đứng lên xong á là tao điểm 1, 2, 3 là tụi mình hát cái bài Nhân Sinh Quán nha. Tóc mẹ bạc màu mây á, vừa hát vừa múa giống như chơi tóc nha. Ờ đúng rồi đó, đang được hát cái bài đó tặng cô nha. Trời ơi. Cô vô kèo tin đớn. 2, 3. Tóc mẹ bạc màu mây, phù kiếm đôi vai gầy, thanh xuân mẹ đi qua tuổi này ai lấy. Tao tận đêm tuyến sông hơi, thương con bạn như mẹ nhau rồi. Mẹ nó rồi các con cứ dùng đi. Rồi cô cảm ơn, ngồi xuống đi. Mấy bạn nam trong lớp chuẩn bị đó cô, làm đó cô, trời ơi đẹp quá ha cô. Nam lớp mình là số 1 luôn. Thôi kỳ công quá ha. Dễ đẹp nữa, Khánh vẽ đúng không? Nhìn là biết liền à. Thôi, cái này gì đây? Cái đó quà với hoa mấy bạn nam trong lớp chuẩn bị cho cô với mấy bạn nữ trong lớp đó cô ơi. Không, lên phát đi. Em phát cho mấy bạn nữ cho cô. Nè bông đồ nè, lẹ đi. Nè, lớp trưởng. Cảm ơn lớp phó học tập nha. Nè Như. Cảm ơn nha Toàn. Thảo nè. Cảm ơn nha, xúc động quá, muốn rớt nước mắt luôn vậy đó. Ủa, còn cái hộp bự này nữa nè. Cái đó tụi em chuẩn bị cho cô, cái lớn nhất á. Dạ. Của cô hả? Trời ơi, rồi hả? Cô cảm ơn cả lớp nhiều nha, nhất là các bạn nam trong lớp đã kỳ công chuẩn bị các thứ dành cho Ngày Phụ Nữ Việt Nam ha. Dạ. Đây, để đáp lại tấm chân tình của lớp chúng ta, nhất là các bạn nam, thì cô cũng có quà tặng cho nguyên lớp mình nè. Ủa, có luôn hả cô? Wow. Tất cả lấy giấy ra kiểm tra 15 phút. Hết vui. Thôi cô ơi, công sức tụi em bữa nay chuẩn bị quá trời rồi. Thôi đừng kiểm tra 15 phút cô. Trời ơi, trùng hợp thôi chứ biết sao bây giờ. Bữa nay là cái ngày cuối rồi, phải chốt sổ điểm giữa kỳ rồi. Cho nên là thôi, lấy giấy ra cũng ra kiểm tra nè. Cô ơi, đang vui mà tự nhiên cái cô nói em mắc vui à. Ơi, thiệt tình chứ. Bây giờ cô có phương án khác nè. Bữa nay ngày 20 tháng 10 cho nên là các bạn nữ sẽ không cần kiểm tra 15 phút. Thay vào đó, các bạn nam sẽ kiểm tra 15 phút. Lấy điểm đó, nếu mà trên 8 điểm sẽ tặng cho bạn nữ. Còn dưới 8 điểm tự lấy tự chịu, được không? Thôi, sướng quá chị em ơi, chúng ta sắp có điểm cao phi rồi á. Vậy mà kêu bình đẳng giới, bình đẳng cho quần què à. Kiếp nạn mang tên những dòng kẻ kiểu. Hôm nay sẽ là ngày chôn của mày, hãy đỡ lấy. Ơ chở chúng ta bây giờ. Ê cô vô kìa, cô vô xin đứng. Cô bắt mày, cô vô kìa. Cái gì đó? Đưa đây. Đâu có gì đâu cô. Dạ. Rồi. Đưa đây cho cô. Dạ. Dám đem bình khí vô lớp hả? Tao thu. Cô, của em mà. Trời, bảo kiếm của tao. Vậy đi, quỷ gì đâu à, múa tùm lum tùm la hết trơn. Mày múa hả? Múa đi. Lúc nãy tao nói rồi mà không nghe. Vô lớp mà cô thấy thế nào bảo tao thu. Rồi, tới đây rồi. Rồi. Kiếp nạn thứ 82 tới tụi bay ơi. 4 dòng kẻ. 5 mạng ngư. Rồi, bây giờ cô mời 5 bạn lên bảng làm bài tập lấy điểm miệng ha. Có ai xung phong không? Trời ơi, đứa nào học sinh giỏi rồi đó, biết làm bài đó thì lên đi, giơ tay đi tụi bay. Thôi, không có tự tin, mấy cái bài khó lắm. Tao cũng không có tự tin là làm đúng không nữa. Trời ơi, mày còn thấy khó nữa sao tụi tao dám lên. Rồi, 38 đứa, không đứa nào giơ tay luôn. Vậy thôi cô kêu đại nha. Cô kêu đại á, mà lên làm được á thì có điểm. Còn làm không được á, trảm. Vậy nha. Rồi nữa đó trời. Thế nào cũng nắm đầu lớp trưởng, lớp phó học tập rồi. Ba cán sự rồi tổ trưởng lên đầu tiên chứ đâu.
Thấy thấy mẹ ơi, bữa nay ngày 10 là số của tao đó, có khi nào tao dính dữ không trời. Tao đéo biết làm bài nào luôn á. Ê, tới nè trời. Để coi, gương mặt nào ưu tú nè. Mà không lẽ 38 đứa, ba kêu chúng mình đúng không? Nói cho dữ vô, 38 đứa không lẽ kêu mình. Cái câu đó là lời nguyền đó, đứa nào mà nói câu đó thế nào thì kêu lên bảng nè, coi đi. Nay ngày mấy tụi em? Gọi luôn. Tèn tin. Ê, hên quá, bữa nay không phải ngày 15. À, bữa nay ngày số 10, ngày 10 cô. À, cô ngày 10 á. Ngày 10 hả? Số 10 lên bảng. Trời ơi, cái gì mà 38 đứa mà cũng dính nữa. Tao nói mà cái câu đó lời nguyền mà không tin. Rồi tiếp. Thôi lẹ làng đi, đầu danh sách Trường An. Rồi. Lên em. Hên quá, mình ở giữa danh sách. Rồi tiếp, người thứ ba. Hay ban cán sự đi ha, một bạn ban cán sự. Lớp trưởng. Thôi lớp trưởng hình như có điểm miệng rồi. Dạ. Lớp phó học tập. Lớp phó học tập đang ở dưới văn phòng lấy tài liệu coi. Vậy hả? Rồi thôi. Đây, tổ trưởng tổ 1 lên. Dạ. Sao tổ 2, tổ 3, tổ 4 không kêu, tự nhiên cái kêu tổ trưởng tổ 1 mà trời. Trong lớp này ai đẹp trai nhất? Ê, thằng Khôi được cô ơi. Đúng rồi đó, Khôi cô, kêu đi cô. Ê, cái gì mày? Không có cô ơi, cô. Khôi hả? Khôi, đứng lên. Dạ. Ai mượn mày đi học mày trả chuốt cho dữ vô. Cũng đẹp trai đó. Đẹp trai cũng là một cái tội ha. Em là Hồng Hà Nhi, hay là Ngô Man Dương, hay là Thiết Phiến Công Chúa, hay là Thao Ngao Thiên Thuyển, hay là Ngọc Hoàng Đại Đế. Dạ. Cô, cái thể loại nào nó cũng ăn lén hết trơn cô. Không có, tụi nó đã xạo bố. Vậy đó hả, combo đủ luôn hả? Wood boy giữ bay. Lên bảng. Rồi, còn bảng cuối cùng. Adita. Adita. Cô. Niệm chú Đại Bi hả? Niệm qua thượng phương bảo kiếm của cô chưa? Lên bảng. Món quà đặc biệt 20 tháng 10 của báo thủ kẹo. Tao nói mày rồi mà bữa nay có Pikachu đó mày không tin. Ẩu ghê luôn đó ba. Bữa nay đúng xui luôn thiệt chứ. Rồi bây giờ mày tính làm sao? Giờ tao cũng đéo biết làm sao nữa luôn á. Ê, mày còn ngân lượng không? Ngân lượng hả? Còn xị nè. Cho mượn đi. Rồi mượn xị chứ vậy. Nè, ngày mai nhớ trả tao đó. Đưa đây, ngày mai hoặc là tuần sau nha. Tao trả lại cho. Ở gần đây có tiệm nào bán hoa không? Ngay ngã tư này có một cái nè. Ủa, rồi hỏi tiệm bông chi nữa gì ba? Tính mua tặng ai hả? Hỏi đi, chuyện của tao, đi. Thằng quần què đi trời. Mẹ bạc màu mây, cuộc kiến rơi mà. Bà già. Cái gì vậy? Bông hoa đâu ra vậy? Tặng nè. Hả? Tặng hoa hả? Trời đất ơi, cái gì tới nữa vậy trời? Bông chứ cái gì? Nè, tặng bà đó. 20 tháng 10 vui vẻ. Trời trời đất thánh thần thiên địa sô đụng ơi. Cái bữa nay ngày gì hay là mẹ ăn nhầm cái gì ạ? À, rồi hiểu rồi. Muốn cái gì? Nhiều, nói đi. Muốn gì nhiều là sao trời? Không lẽ con bà tả giống độ vậy mà 20 tháng 10 không mua được bó bông tặng mẹ mình hay sao? À. Trời ơi. Ủa phải mày không vậy nghĩa hả? Ai nhập mẹ? Chứ bình thường con tao nó không có vậy. Trời ơi, tao sợ quá mày. Không có, thích thì mua tặng vậy thôi. Có cái gì đâu, nhảm quá. Ủa, mày có đi xe về không? Sao mày về nhà mà tao không nghe tiếng xe nổ gì dắt vô chân vậy? Cái xe nãy xe nhà hàng Vũ nó hư. Nó mượn cái xe chở mẹ nó đi khám bệnh hay là gì, đi bệnh viện làm gì á. Xong thì nó chạy qua nó trả. À, cái thằng đang mắc kiến mấy lần lại đây chơi hả? Hay quá ha, giỏi dữ à, bữa nay cho bạn mượn xe đồ nữa. Nó đó. Đứng là làm gì nữa, đi học xong về vô tắm rửa thay đồ gì đi. Chuẩn bị tao nấu cơm xong rồi đó, dọn cơm ra rồi ăn luôn nè. Biết rồi. Ừ, khoái khoái, có bông khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Dạ. Bông, trời, đi đặt tặng bông, tặng rồi nè. Thơm. Sọt mày nè, mày hả bưởi đâu với bố mày. Là cái gì mà trong này lâu vậy? Trời ơi, nghĩa. Gì hả? Rồi nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi, sao mày không đi tắm rửa thay đồ gì đi, tao dọn cơm sẵn ở dưới kìa, xuống ăn cơm. Biết rồi. Chơi hết trận này xong ra đi tắm liền nè. Ra ngoài ăn cơm, có ăn cơm thì ăn cơm trước đi.
chứng nào tật đó à, là miếng vậy thôi rồi luôn. Mày lẹ lên chưa, ổng đi làm sắp về đó, ổng về nghe mà ổng còn thấy mày như vậy á, ổng quýnh mày giống như bữa đó bây giờ, lẹ lên. Trời ơi, bữa nay được quý tử tặng cho bó bông cái khoái khoái cái ôm theo hoài luôn cái ơi, tối nay chắc để cái bên nằm ngủ luôn quá à. Kệ tao mày, bông đẹp thì tao ôm, mắc mớ gì, còn đỡ hơn là ôm cái mặt làm biến của mày á. Nghĩa ơi, Nghĩa, Nghĩa ơi. Ủa ai vậy ta? Ủa, cái tiếng của ai nghe giống quỷ vũ vậy ta? Nó qua làm gì trời? Ai vậy? Ờ, dạ, con chào cô. Ủa, con là Vũ, bạn của thằng Nghĩa đúng không? Ờ, dạ đúng rồi con. À, con tới đây trả xe cho cô hả? Hả? Xe gì cô? Thì cái xe của cô, hồi sáng thằng Nghĩa nó lấy nó chạy đi học á. Rồi nó nói là nó đưa cho con mượn, con chở mẹ con đi bệnh viện gì đó. Lát nữa rồi con trả lại, rồi giờ con đem qua con trả đúng không? Rồi luôn. Con đâu có mượn xe gì của cô hay là của nó đâu. Cái xe của nó hồi chiều á, nó đua xe với cái đám kia kìa. Xong cái con cản mà nó không chịu nghe, con nói là có Pikachu ở phía trước đó. Cái nó đua xong rồi bị công an hốt xe về đồn rồi. Hả? Thiệt hả? Dạ, thiệt mà. Món quà 20 tháng 10 bất ngờ lắm con trai.